Đây rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, hàng rồi các bác ơi. Wow, hàng to anh em ơi. Úi con này bự. Wow, con này bự anh em ơi. Mày chạy đâu? Wow, cái gì? Con này to quá. Mày. Úi ôi, đen cụ anh em ơi. Wow. Ôi, con này to chưa anh em ơi? Phê chưa? Wow, các bác ơi. Đây rồi anh em ơi. Đóng rồi anh em ơi. Ui, cái này to. Wow, cái này to anh em ơi. Mày chạy đâu? Wow, cái này to. Ui, nó đi. Đây, thành quả anh em ơi. To chưa? À, đèn bự luôn các bác ạ. Đối với anh em đi câu dịch vụ để bảo đây cao bé anh, thật ra đánh tự nhiên được như thế này là rất là to, rất là sướng rồi các bác ạ. Quá là đã luôn. Đồ lục cần tay Phương Thảo liên hệ ngay Zalo 0925526083. À, khung cảnh đây nó đây hôm nay tuấn anh em đến một địa điểm câu rất là đẹp, khung cảnh nó rộng bát ngát luôn các bác ạ. Bên kia thì nhà thờ, còn bên đây thì nó là dòng sông, có những cây lậu các bác ạ. Đây, hôm nay mình đánh nước lợ các bác ạ, gió nó hơi to đấy. Rồi gỡ đồ xuống đánh anh em ơi, vừa đến xong. Hôm nay khám phá ở bãi này rất là đẹp các bác ạ. Đi cũng tương đối sớm đấy, nhưng mà chỉ sợ lát nó mưa thôi. Trời đất, đang sầm sầm với trời. Đi chuyển. Bây giờ sẽ đi vào cái rìa trong đây ngồi anh em nhé. Trong kia nó hơi rậm rạp một tí, nhưng mà ngồi trong đấy nó được cái, nó có cái lậu rất là râm. Đấy, ngồi sau cái lậu sẽ rất là râm mát các bạn ạ. Và cả đống đồ thì anh em này. Một tận trong đó. Nào mà chống cần nữa. Có chống cần hơi xí đa. Rất bở núm quá. Vào này. Đấy, xả ra mấy cục. Rồi. Này em phối tương đối nhiều ủ chua đấy. Ủ chua cắm viên. Ra ngoài nó sâu mất hình luôn đấy. Đấy, tầm này ok này, đẹp, vừa đẹp.
đây rồi. Bạc nháo này. Ủa đồ phi to chưa các bác này? Ui đồ phi. Này con đồ phi đẹp chưa các bác này? To chưa? Vừa to vừa trắng vừa đẹp. Anh em nhìn nhá, phê chưa? Đồ phi đẹp thật các bác ạ. Đẹp mướt mượt các bác nhìn nhá. Ngon thật. Rồi, con đồ phi trắng 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 mướt các bác ạ. Vừa trắng vừa to luôn. Có nhìn phê chưa? Này. Đẹp nhá. Này vợ đồ phi ngon. Đồ phi sông thì nó trắng mà người nó gầy. Đó. Các bác để em gỡ con này ra đã nhá. Thịt trắng thật. Ui. Này, các bác nhìn thịt trắng chưa? Phê chưa? Sông nó lạ đấy, cá ngon nhá. Vào đây em ơi. Vào luôn. Tuyệt vời đấy. Em vừa đánh thêm mấy cần đài mà cá nó kéo, các con nó kéo nhiều quá, nó cứ tỉa tỉa, em mất cần đài ở trên này. Các con nó tỉa thì đánh đài nó không hiệu quả lắm. Xuyên lục giật nó sướng. Đây rồi em ơi, đóng anh em ơi. Ôi dồi ôi, hàng to, hàng to anh em ơi. Ui con này bự. Wow con này bự, bự anh em ơi. Mày chạy đâu? Wow cái gì? Con này to quá. Mày em ơi. Ui ui, đen cụ anh em ơi. Wow. Ui con này to chưa anh em ơi? Về chưa? Wow các bác ơi. Ủa cái này con này to anh em ơi. Này. Ui nó đóng cả cái bao gì các bác này. Ê con này đẹp các bác ơi. Thấy chưa? Nói. Ui nó đóng cả cái quần các bác ạ. Đẹp. Thì khỏe thật quá. Con này phải bắt thôi. Ha. Phê. Ui con này đẹp. Wow. Phê con này to. Này to. Này phụ cần kéo lên các bác. Đẹp đấy. Đấy mới hàng các bác ơi. Để cắm viên như thế này chứ. Chứ rồi, cái này vừa làm sao lên các bác. Cái này nhấc lên thì hơi nguy hiểm anh em này. Cái này giờ nhấc lên thì hơi nguy hiểm các bác ạ. Nhiều. Mà vây chắc thì vẫn nhấc được. Nó hơi xít tay đấy. Lên nào. Wow. Con này to bác ạ. Giữa thằng hoa anh em nhé. Này, các bác nhìn đây. Đẹp giữa thằng hoa. Mặc của đấu về, nó hai mũi à. Nằm ngoan. Đấy. Nằm yên. Đẹp giữa, ok. Ui, cho luôn túi vào. Con nó dẫy mất ở đây, ngắn ngay trên địa bờ. Tí. Ấy. Rồi. Ngay trên điều bảo cho bảo luôn các bạn. Tí quả hình của anh em xem xong. Wow. Trời chưa anh em ơi, nước nợ. Ấy da. Nhìn anh cắm viên nó thế các bạn ơi. Trời ơi. Mắc cái gì vậy? Mày mắc cái mớ thằng bông này. Đẹp quá các bạn ạ. Này kìa. May ở đây không phải là cái xì trường anh em ạ. Tay vẫn run nha anh em ạ. Cái bối vải không phải cái xì trường.
với cái gì. À, vào đi, đẹp đấy. À, cần đài thì em vứt kia, là cần đài nó chẳng được con nào, cứ vứt kia thôi. Đánh lục này sướng thật đấy. Hàng các bác ạ, ngày sóng gió to thành ra là câu nó sướng, ngắm phào nó cũng phê luôn đấy. Đẻ quả đẹp thật, các bác nhìn thấy nó đẻ quả đẹp, nó cá to đẻ phát rít phát ăn ngay. Đẻ quả rít phát ăn ngay anh em ạ, cá to đẻ sướng thật đấy. Phải nói con hàng to quá các bác ạ. Trời ơi, con chấm đen to chưa? Phê như con tê tê nhỉ mẹ. Ý xà. Có nhìn không? Đấy, cầu kéo nó phải thế này chứ. Đã quá anh em ạ. Nằm yên. Nó bây giờ ăn sáng nữa các bác ạ, đói quá. Nay đi cầm hai bánh mì 3T mua chợ đây. Ăn sáng đã rồi câu sau. Gió sao phải gió to đấy. Nhìn chóng hết cả mặt các bạn ạ, phao nhìn giờ chóng hết cả mặt luôn. Đói nó hoa mắt. Các bạn sáng mềm nhá. Cái cần đài bây giờ nó bị mắc vào đây các bạn ạ. Mắc đây không gỡ, vứt đây. Giờ trồng trồng mỗi cần lục mà. Rồi các bác nhìn này, bánh mì pate ngon chưa? Hai cái luôn. Quả tôi chuột luôn anh em nhé. Ngon lắm. Đi câu thằng mày đói ăn nó cái gì nó cũng ngon quá. Được con hàng. Được con hàng phê quá anh em ạ. Con chấm đen ngoài tự nhiên nó khỏe thật. Cầm nó vít vẽo. Đây rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi. Ui cái này to, wow cái này to anh em ơi. Máy chạy đâu? Wow cái này to. Ui nó đi. Ui nó đi vào đây anh em ơi. Wow. Ui bóng rồi. Này. Móc một con lại bóng rồi anh em. Bóng mới đẻo như bác ơi. Này nuôi cả cần kia xuống cơ mà, sợ thật. Con này to thế. Núi gái cần người xuống. Ui, con nó to thật anh em, bong. Nó đóng vào cái cần đài cái nó bong nó mất. Hàng to đấy các bạn ơi. Con này em đi là hàng khủng. Con nào mất nó còn to các bác ạ. Phê. Kinh nó rít quả đẹp thật đấy.
Đây rồi các bác ơi, đóng đóng. Ôi em ơi. Ôi em ơi, to anh em ơi. Wow, chấm này, em ơi. Ôi giời ơi. Hàng rồi các bác ơi. Wow. Vẫn cần đài nó mắc. Hàng rồi anh em ơi. Ôi giời ơi. Rồi to. Ui. Wow. Cái này to, các bác này. Ôi giời ơi. Wow, chấm này, bự anh em ơi. Wow. Con này bự anh em ơi. Con này to các bác này. Ôi giời ơi. Đóng rồi, lồi luôn anh em ạ. Mày chạy vào mát. đóng rồi luôn các bác này. Về chưa? lồi xích. Con này to anh em ạ. Wow, con này bự luôn. Bự phê chưa anh em ơi. Wow, chạy đâu? Nó thít. Ôi, chạy đâu? Ôi, nó thít. Nó thít quá ác cho anh em ơi. Phê. Lên. Lên vào đây anh em ơi. Vào. Con này vừa đít quả đẹp đấy. Lội. Ngồi bụng. Ngồi luôn anh em ơi. Phê. Vào đây. Thu cần nhấc lên. Ý già. Ui, con này to anh em ạ. Con này to. To chưa các bác ơi? Phê chưa? Để kéo lên các bác ơi. Đóng cái like chưa? To thật các bác ạ. Kéo lên anh em ơi. Này khô vợt nhưng mà nó đóng được hai lưỡi ở đây rồi. Lên. Wow, con này to. Con này to các bác ơi. Phê, giữ yên. Wow. Trời ơi, con này to chưa anh em ơi. Ê dạ. Nó dậy, để mà giữ. Con này to các bác ơi. Phê chưa? Đừng dậy. Khỏe thế. Đóng vào mồm các bác này. Đóng lưỡi mồm, đóng gỡ lại nhá. Đóng gỡ cái lưỡi ra đã. Bỡ. Xịn các bác này. Phê. Lưỡi này đóng vào chảy hết cả người các bác này. Đấy gỡ. Wow, cá đẹp. Rồi, anh em nhìn phê chưa? Cho nghe túi nó chạy mất các bác ạ. Vào đây. Wow. Vào đây. Hai nhóc, phê quá. Đây, thành quả đây các bác này. Wow, phê chưa các bác ơi? Cho bác xem thành quả. Đây, thành quả anh em này. To chưa? À, đèn bự luôn các bác ạ. Đối với anh em đi câu dịch vụ thì bảo đây cao bé, nhưng mà thật ra đánh tự nhiên là cái này là rất là to, rất là sướng rồi các bác ạ. Quá là đã luôn. Đó. Rồi, thu đồ về nhé. Nay em mang cả thùng đi các bác, để cho đấy là sống luôn. Về thôi. Về quá.